Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành giáo dục Tây Ninh. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tự trường tập trung ngày 26 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tập trung ngày 19 tháng 8. Tất cả cấp bậc học khai giảng năm học ngày 5 tháng 9. Ngày 25-26 tháng 9 năm 2024, thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông. Ngày 26, 27 tháng 3 năm 2025 thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở. Ngày thi học sinh giỏi vòng quốc gia lớp 12 trung học phổ thông thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 3, ngày 4 tháng 6 năm 2025 thi tuyển lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha và các trường trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra trong ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 dự kiến từ ngày 22 tháng 1 năm 2025, tức là ngày 23 tháng Chạp đến ngày 4 tháng 2 năm 2025, tức ngày mùng 7 tháng Giêng. Ngày 23 tháng 5 năm 2025 bế giảng năm học Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 trên địa bàn theo sự phân cấp quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo. Các đơn vị trường học phổ biến quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết ban hành khung kế hoạch hoạt động năm học 2024-2025 của đơn vị trên cơ sở quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian chung của tỉnh.